Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với đám đông về nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa. Ngài đã bắt đầu tàn, nhóm 12 đến bên Đức Giêsu thưa người rằng: "Xin thầy cho đám đông về để họ vào các làng mạc, nông trại quanh đây tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng." Đức Giêsu bảo: "Chính anh em hãy cho họ ăn." Các ông đáp: "Chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này. Quả thật có tới chừng 5.000 đàn ông." Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng 50 người một." Các môn đệ làm y như vậy và bảo mọi người ngồi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Mọi người đều ăn và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được 12 thúng. Kính thưa quý bà chị em, chúng ta đã bước vào tuần thứ 12, mùa thường niên. Và ngày hôm nay giáo hội cũng long trọng mừng lễ mình và máu thánh của Chúa. Và trong lời nguyện nhập lễ, chúng ta được nhắc nhở rằng chính Chúa Giêsu đã truyền lại cho chúng ta bí tích thánh thể để cho chúng ta tưởng nhớ chính Chúa Giêsu chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Và vì thế, việc chúng ta mừng lễ mình và máu Thánh Chúa, chúng ta cũng không chỉ dừng lại ở việc là chúng ta được chính Chúa Giêsu ban cho mình và máu Thánh của Ngài, để rồi chính mình và máu Thánh đó là lương thực nuôi dưỡng cho mọi người chúng ta. Và cũng trong đoạn tin mừng mà chúng ta vừa được nghe, Thánh Luca đã cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương đám đông dân chúng như thế nào sau khi đã thấy họ đến và nghe lời rao giảng của mình. Chúa Giêsu đã thấy họ đang thiếu thốn về gọi là một của ăn để có thể nuôi dưỡng cho đời sống đức tin của họ. Và vì thế mà chính Chúa Giêsu đã sai các môn đệ và Chúa Giêsu bảo các môn đệ rằng: "Chính anh em hãy cho họ ăn." Và việc việc Chúa Giêsu nói với các môn đệ này cũng không không dừng lại ở cái việc là Chúa Giêsu sai các môn đệ hãy kiếm thức ăn cho họ, nhưng mà chính Chúa Giêsu sẽ thực hiện điều đó để cho trước hết là cho các môn đệ thấy rằng các ông cũng sẽ phải làm như thế cho đám đông dân chúng như chính Chúa Giêsu sẽ làm. Và vì vậy chúng ta thấy Chúa Giêsu đã đón nhận lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá nơi các môn đệ, để rồi chính Chúa sẽ dâng lời chúc tụng. Chính Chúa cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá đó và rồi Chúa ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, để rồi các môn đệ trao cho đám đông dân chúng. Và ở đây chúng ta thấy mình và máu thánh của Chúa, lễ mình và máu thánh của Chúa, đó là việc chúng ta tôn kính lấy chính là thân thể của Chúa Giêsu. Và mình và máu thánh của Chúa đó cũng chính là lễ vật dâng tiến lên cho Thiên Chúa. Nếu như ở trong cái đoạn tin mừng chúng ta thấy Chúa Giêsu đã dâng lên cho Thiên Chúa một của ăn rất là bình thường của con người, của đám đông dân chúng, của những người đang đói, chỉ là 5 chiếc bánh và 2 con cá ấy. Thế nhưng trong giao ước mới, giao ước chính Thiên Chúa đã muốn thiết lập, và cũng chính nhờ cái giao ước đó mà chúng ta có của ăn trường tồn, của ăn trường sinh, đó là mình và máu thánh của Chúa. Và mình và máu thánh của Chúa ở đây chúng ta đã thấy đó cũng chính là lễ vật dâng tiến lên cho Thiên Chúa, và đó cũng là hy lễ đền tội cho dân, và đó cũng chính là hiến vật giao ước mới của Thiên Chúa được
chính Chúa Giêsu thiết lập, và nơi bí tích thánh thể chúng ta được mời gọi tưởng nhớ Chúa Giêsu đã chịu khổ hình trên thập giá. Nơi thập giá Chúa Giêsu đã thực hiện giao ước mới giữa Thiên Chúa và loài người. Và mình và máu thánh của Chúa mà chúng ta tôn kính ngày hôm nay, hay nói đúng hơn, mình và máu thánh của Chúa mà chúng ta được lãnh nhận hàng ngày khi tham dự thánh lễ, khi tham dự đón nhận lấy bí tích thánh thể, đó là chúng ta đang đón nhận chính Chúa Giêsu, đang đón nhận chính thập giá của Chúa, chính hy lễ mà Chúa Giêsu đã thiết lập trên thập giá đó, để chúng ta tưởng nhớ tới Chúa và chúng ta được sống sự sống mới nơi sự phục sinh của Chúa Giêsu. Và ngang qua đó, chúng ta thấy việc chúng ta đón nhận lấy mình vào máu thánh của Chúa đó không chỉ là nó không chỉ là một cái như chỉ là một cái thói quen, nhưng mà đó là chúng ta đang đón nhận chính Chúa. Và ngang qua việc đón nhận đó, Chúa mời gọi chúng ta phải rao truyền ơn cứu độ của Đức Giêsu, mà như trong bài đọc 2 chúng ta cũng được nghe, đó chính là việc Thánh Phaolô tông đồ đã nhắc nhở các tín hữu Côrintô rằng thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn bánh và uống chén này là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Mỗi lần anh em ăn bánh và uống chén này, đó là anh em đang loan truyền Chúa đã chịu chết. Chúng ta cũng được mời gọi loan truyền về một Đức Giêsu Kitô đã chịu chết cho loài người. Chúng ta cũng được mời gọi loan truyền về một Đức Giêsu Kitô đã phục sinh để mang lại cái sự sống mới cho toàn thể nhân loại này. Và vì thế, việc chúng ta đón nhận lấy mình và máu Thánh Chúa, chúng ta đang tưởng nhớ đến Chúa Giêsu chịu khổ hình, cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá và sự sống lại vinh quang của Chúa, để chúng ta được chung hưởng sự sống mới, sự sống đời đời, sự sống dồi dào của Thiên Chúa. Và cái sự sống này một lần nữa là chúng ta cũng thấy ở trong cái đoạn tin mừng Luca cũng có nhắc tới cái việc Chúa Giêsu đã hóa bánh ra nhiều một cách dồi dào để cho đám đông dân chúng có thể được ăn no nê, và những miếng vụn còn thừa đó, Thánh Luca cho chúng ta biết đó là người ta thu lại được 12 thúng. Đó là một cái bữa tiệc thịnh soạn mà Chúa đã mang đến cho đám đông dân chúng được ăn no nê. Và vì thế, ngang qua mình và máu thánh của Chúa, chúng ta cũng như thế, chúng ta cũng được chung hưởng cái sự sống mới của Đức Giêsu Kitô, sự sống của Thiên Chúa, và hơn nữa cái sự sống đó là sự sống dồi dào nơi Thiên Chúa. Trong lễ mình và máu thánh Chúa ngày hôm nay, một lần nữa chúng ta được nhắc nhớ rằng chúng ta đã được một diễm phúc, được đón nhận, được đón rước chính mình và máu thánh của Chúa vào trong chính con người của mình, trong cuộc sống của mình. Và ngang qua mình và máu thánh Chúa, ngang qua việc chúng ta tham dự vào trong bí tích thánh thể, đó là chúng ta đang tưởng nhớ đến chính Đức Giêsu Kitô đã chịu chết và đã phục sinh, và đón nhận mình và máu thánh Chúa, đó là chúng ta cũng đang được chung hưởng sự sống mới, sự sống của Đức Giêsu Kitô, và chúng ta cũng được mời gọi hãy loan truyền ơn cứu độ, loan truyền về sự sống đó, sự sống mới nơi Đức Giêsu Kitô, ngang qua việc Ngài đã hiến thân trên thập giá và sống lại vinh quang, và đã mang lại sự sống mới cho chúng ta như thế nào, thì chúng ta hãy đến và hãy cảm nghiệm, hãy tưởng nhớ và cảm nghiệm lại cái sự sống đó, để rồi chúng ta tiếp tục loan truyền về sự sống của Thiên Chúa, về tình thương, về sự sống và về chính Đức Giêsu Kitô đã chịu chết và đã sống lại vinh quang và mang đến sự sống mới cho chúng ta. Amen.